Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong cái video đầu tiên của ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6 rồi, như bạn thấy thì trận đấu của chúng ta thấy là Kalo, Kanoku, Asuna, Sen hay giỏi hơn. Rồi bây giờ tiếp tục cái trận thứ hai của chúng ta. Dân bạn sẽ thấy ngay trong lúc này. Vâng, chắc là hàng go ha. Round 4 Fight! Kamehameha! Yeah!
나메르나요. Round 1. Fight.